Yeah, Okay. you can put it on the counter and then Okay. the big one, all the big ones, you put a Oh. tape or a ruler or something, then it Ok, shows how thank big they you. are. Mình mới chạy qua nhà chị hàng xóm hái một mớ pear cả nhà trái lê nên là mình rủ. Here. Here I can pick yesterday from the farm and it's for you. Up there? Yeah. Oh, they Yeah, have. yeah, Oh. here, it's for you. Oh You my, you can gave me try. so many. I had many out in there. Okay. Okay, Look at so here, there. come here. Mình rủ chị qua nhà mình hái một ít rau củ về ăn. Here, I have some sweet pepper over here and some eggplant and there, here, there, pick them. So, I was never able to grow them. yeah, just pick them. Okay. Yeah. There we go. Pick which one you like, just pick it. The red Here, one's supposed yeah, to be ripened? yeah, here, Okay. there. Looks like it's red. Mình kêu chị hái quả, anh thích quả nào thì hái đi. Đó. Nice. Yes. So red. Look at Yeah, that. wow. Oh my goodness, yay. Okay, This so one's this red. one. Yeah. I had some eggplant over there too, so you can pick some Okay. eggplant. Oh, that's Oh. enough. That's enough. Okay, here. Yeah. Go inside, pick some eggplant. Okay. Would you like hot pepper? Probably not hot one. Okay. The lemongrass? What are those? Lemongrass? Do you want Lemongrass. some? Okay. Okay, get them. I'm gonna do that. So chị là người châu Á nên là mình hỏi chị có ăn lemongrass không nên là chị kêu okay. So lemongrass, you can cook with the chicken. Chicken, okay. And you can do I think a lot of lemongrass from Asian, we can cook a lot of food. Okay. We'll look online how to cook with Yeah. the lemongrass. Yeah, Mark, you said for making tea, lemongrass tea. Yeah. Oh, yeah, right. To make some cheese. Okay, that's enough. That's enough. That's not much. That's enough. Get Thank you. Thank you. You give me a lot of pear. Oh. Wow, smells so good. Yeah, it's bad. Wow, oh, make this some is tea much then. better than the one we got from the grocery store. Oh, wow. Those are not fresh anymore. This Yeah, is right. just so good. Awesome. Pour some liquid comb. I had too many inside, so pour some. How many Okay. you want to pour it? Pour a couple. Yeah, okay. Pour it. Look at that. Wow. Wow. Look at that. Oh, yay. Wow. Wow. Chị nói trời ơi, cả cái củ to quá. Look at that. They're so long. One more. Yeah, big one. Oh, here. Big one. This Yeah. one. Where's the big one? Oh, this big, I think. Oh, no. This one. That one. There. Wow, Whoa, that's wow. That's We'll get the this one biggest over one. Here. Oh, yeah. Look at that. Uh-huh. Look at that. That's Yeah. the biggest one. Wow, đây sẽ là cây bự nhất luôn. Wow. Hopefully, I Try on. Ooh, come on. You can do it. Come on. Wow. One, two, three. One, two, three. One, two, three. This is hard. Yeah. One, two, three. Come on. Come on. You can get it. Oh, I yeah. need a shovel. Oh, yeah. I need a shovel. Oh, 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 yay. You got it. Yay. Wow, this one. Yeah. Yeah, I got it. It's so fun. Okay, look at how big it is. Oh my goodness, hand. Yeah. Compared to my hand. Oh dear. Huge. 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 Yeah. Beautiful. Okay, so you can get the big one over here. Hái một ít. Đây, here. Đó. Pick the there. The big lower one, yeah. Or this one. Okay. Yeah. Pick. You put on the top there. There we go. I'm clumsy. Let me. Oh, oh, yay! There we go. Oops, oh, got yeah, it. Got it. Nice. Okay, Look nice. That. Look at that. Compared to my head. Okay. Nice. Nice. Okay, then I think over here had few a big one over here. Oh yeah, over there. Đó, người mẫu yeah, của mình nice. Yeah, để người mẫu mình xoay vòng và chị hái chị hàng xóm của mình đó. Mình rủ chị qua hái tại vì hồi nãy mình chạy chạy qua chị okay, kêu qua hái trái lê đó nên là bây giờ rủ okay. Oh, here's another tree. Okay, that's good enough. Hả? That's good enough. Okay. Yeah, thank you. You're welcome. Thank you. So here, I have some do you want some kale? Of
Yeah. I think over here bigger. That one? Okay. Do you like the green mustard? Or just take some kale. Okay. Okay. So I have sweet chard over there too. Sweet chard. Okay. Okay. You want some bean? I had bean over there too. Too many. Too many. Too many. Chị nói nhiều quá. Too many. Chị không biết nói tiếng châu Á đó cả nhà. Không biết tiếng Việt tại chị không phải là người Việt, chị người châu Á nhưng người nước khác. Đây. Xin lỗi cả nhà là mình không quay được mặt chị đâu tại chị mắc cỡ. The outside one and then let it grow back. Yes. Okay. Then I had some more one when the winter come. Oh yeah, do they overwinter pretty well, right? Yeah. They can live through in the winter. Do you water them every day? No, not much. When raining, I don't water them. Yeah, but when it's not raining, do you water them every day? Maybe 2 days a time. 2 days, okay. Mm. Okay, that's enough. That's a lot. Okay. Look at that. It's like wow. A bouquet of flowers. Yeah, chị nói giống một nắm. Một nắm hoa tươi quá. Do you know it? Bitter melon? A bitter melon. Yeah. Okay. Yeah. How do you eat it? Stir fry. You can stir fry with the egg. Okay. Yeah. Okay. Want try? Little okay. Bitter. Yeah. Okay. Here. Wow, you have so many good seeds. Yeah, I do. Okay. Yeah. I didn't know that they grow here. I thought they like more higher temperature. Yeah, they do like the hot weather, but. Uh-huh. I have to harvest them before it winter comes, yeah. So I already. You have full sun here, so that's really nice. Yeah. Alright, that's it. I had another last one, so I get them. Okay, that's it. Yeah. Okay. What happened to those? They're rabbit eat them. Oh really? Yeah. Carrots. Carrot. Yeah. Okay. Hái một ít cải cầu vồng, chị nói ha. Hái cải cầu vồng cho chị. Tại là chị không thích ăn cải. Cải cay. Chị không biết được ăn cải cay. À, lát nữa đi vô trong lấy cho chị một cái mớ chi bữa hôm mà chị Jane chị cho mình quá chừng lắm. Okay, hả? Some more. Some more. I have many. Chị nói sao mà cho chị nhiều quá okay, dạ không thank hả? You, thank you. Look at that, so beautiful. Yeah. Look at that. Yeah. And this. This one. Wow. Yeah. Yeah. Cả nhà nhìn xem chị nói chị hàng xóm mình nói là chị chưa bao giờ nhìn thấy cái cây hướng dương nào mà nó cao như cái cây hướng dương của mình. Rồi nó cao kinh khủng luôn. Oh my goodness. Yeah, it's so tall. We should have measured how tall it is. Yes. It's so super. Over 10 feet. Yeah, it's super tall. See. So, oh wow, something biting them and eat them. Wow, huh? Cây gì mà con gì nó ăn hết trơn. How do you eat the beet? You can bake them and put some butter in there. Okay. Yeah, it's very good. You eat the top or only the bottom? The top you can eat too. The top okay. You can eat like the sweet chard. Oh, uh-huh. Okay. Yeah. Wow. Uh-huh. I'll try this. Yeah, let another. Yeah, that's okay. Oh, okay. Huh? No more. Chúng okay. Chị tính nhổ thêm một cây nữa mà chị theo. Thôi thường hay nữa. Bell pepper. Yeah, I do have a lot of bell pepper. Let me pick you some big one, but just give me one. Huh? Just give me one. Just one. One. Đâu rồi tìm cái quả bự cho chị mà nãy giờ tìm mình hái mất tiêu mấy quả bự rồi. Yeah, I have some better one over here. There. Okay. Thank you. Look at that. Đây cả nhà ơi, hôm nay là hai chị em mình là thu hoạch được một mớ rau củ như đây đây, chị hàng xóm và mình. Đó, một ít đây. Đủ thứ rồi một ít táo mình mới hái trên nhà chị Jane nữa cho chị luôn. Đây. Đó. Wow, hôm nay mình sẽ rủ cả nhà xuống dạo suối cả nhà ơi. Đây, wow, ông xã mình với làng Clyde. 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 Ooh,
Ông xã nói là bây giờ là mùa cá hồi lên rồi, mình đã hứa với cả nhà là tới mùa cá hồi á mà nó lên đẻ trứng á mình quay với cả nhà xem. Đó. Ông xã nói trời ơi em ơi, ui trời ơi coi chừng quá chừng cá luôn cả nhà. Ôi thấy rồi. Yeah, I saw it. Trời ơi, ui con cá kìa cả nhà ơi, té. Đợi chút mình quay gần cả nhà xem này. Đây này cả nhà thấy không? Cá không? Đó, trời ơi, quá chừng luôn. Đó, nguyên một bầy luôn. Wow. Bao la, nói chung là nguyên cả cái suối này là toàn là cá vậy đó cả nhà đó. Nó lên nó đẻ trứng đó, thấy không? Quá xá không cả nhà? Đó. Cá thảo ú có con ghẻ hay con gì bơi nữa cả. Không phải cái lá. Đó. Trời ơi, wow. A this lot. Is where they lay their eggs. Okay. They come in here. Mm. You see how the gravel, the rock is all shiny? Okay. But here not. Okay. Because they've been... Oh. They come up, listen. They come up here. The female come up here. The female kick an area around. Okay. And then she lay her eggs in there. Mm. And then the male come by and squirt, squirt. And that's it. When they're done, they die. Oh. Ông xã nói là con nó bơi lên tới đây là từ ngoài biển cả nhà bơi lên tới đây xong rồi cái con cá vừa cá đực vừa cá vừa đực vừa cái luôn cả nhà. Hey. No. Clyde, come on. Out here. No. Rồi cái bắt đầu đó cả nhà thấy nó quậy quậy không? Đó, nó quậy mấy bên kia đó là nó đang luồn cả cái trứng của nó xuống đó nó quậy đó, nó luồn với cả mà ở dưới cả cái đá cả nhà, xong rồi cái con mái nó đẻ trứng, xong rồi cái con đực nó lại á, nó gọi là gì đó mình không biết nữa, nói chung là kiểu là phải gì của cái chất của con đực á rồi để cho cái trứng nó đậu cả nhà. Rồi sau khi mà nó ấy xong á là nó cả hai con đều là nó ngụm luôn, ngụm của tội luôn cả nhà ơi, là nguyên cả cái bờ suối này nó thối hoác luôn cả nhà. Có nghĩa nó lên là nó cứ năm nào cũng vậy đó, nó biết là nó sẽ lên đây đẻ trứng và sẽ đi toi, nhưng mà nó vẫn cứ là năm nào như năm nấy đều là cứ lên là đẻ trứng thôi cả nhà ơi. Nhớ nó vẫn nhớ đường để lên đó cả nhà, lúc mà còn nhỏ xong rồi nó đi ra, nó khi mà nó còn nhỏ xíu là nó lại ngược lại bờ biển, xong rồi cái lại sau khi mà tới lúc mà đẻ trứng nó lại bơi ngược dòng lên đây đó, quá chừng luôn. Nguyên cả cái bờ suối này là coi như là đặt cá luôn cả nhà ơi. Đây nè mấy con cá mà sau khi mà nó đẻ trứng xong đây này, mình quay cho cả nhà xem nè. Đó, sau khi nó đẻ trứng xong là nó như vậy đây. Cá nó rất là bự luôn. Ố, nó bự chứ đâu có nhỏ đâu. Bự mà. Ê. Sau khi đẻ trứng xong là nó như vậy đây cả nhà. Cũng bự mà. Quá chừng bự luôn. Bên đây nữa nè. Đó. Nên là cả bờ sông, bờ suối nó rất là thúi hoắc luôn ha. Đây nè. Bên đây nè con ha nè. Nó nhìn có vẻ là mình tưởng là nó sẽ nhỏ xíu. Nhưng mà đâu có nhỏ đâu ta. Bự mà. Đó. Lại. Come on. Oh, why eat them? He better not. There, look at him. Look at he. Why? No. Đó, ngay cái khúc này nè, là cả nhà thấy trắng mà nó sạch sẽ hơn mấy chỗ khác không? Là toàn là trứng không đó, không có được đụng lên cả nhà. Ở đây là họ bảo vệ dữ lắm, không có cho bắt cá đâu. Chỗ này là chỗ để cho cá mà đẻ đó cả nhà. Cái ba con bên kia không? When they get in the fresh water, they come from the salt water to play. Get in the fresh water, they start dying. Đó, ba con nó bắt đầu đó, đó chuẩn bị đó, chuẩn bị ngụm của tỏi đó cả nhà. Hai ba con đó, hai khúc này này, đó trắng nổi lên đó, đó nó bơi riết mà nó đổi màu luôn đó. Qua bên kia kìa, nói chung là nguyên một dãy luôn cả nhà, toàn là cá không à, cá bao la cá luôn. Năm nào như năm nấy vậy đó, thúi xuống đây nó thúi vậy lắm. Wow. This is where they lay their eggs. Yeah. They come all the way from the ocean up here. Yeah, come là ocean là biển cả nhà. Từ nước mặn mà qua nước ngọt để đẻ trứng, lạ không? Wow, dày đặc luôn. Salmon. You see these little green ones here? Okay. I think those are like trout, and they like to eat that salmon eggs. What? Có một con trôi kìa, anh ông xã kêu có một loại cá bên kia, nó thích lại ăn trứng của con cá hồi. Trời ơi, nó bơi ngược dòng, nó kìa, trời ơi,
bao la dưới kia cả trời, run 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 cả trời quá. Dữ dằn thật chứ. Đó đó, vậy 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 kìa đó. Cả nhà thấy không? Xuống đây là nghe hả, tiếng suối ha, cá vẫy nước ha. Chứ cha. Quá chừng đây luôn. Trời, bên đây có con bự ghê không cả nhà? Wow. À, bắt đầu đẻ trứng đó cả nhà ơi. Nó đẻ trứng kìa. Thôi video tới đây tôi hẹn cả nhà ha. Hẹn cả nhà các video sau. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Bye bye cả nhà.